Thưa quý vị, một số thông tin về hội nghị tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021, cùng một số hoạt động khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian qua là những nội dung chính trong chương trình đại biểu dân cử với cử tri hôm nay. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, thực hiện công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 7 tại Trung tâm Hành chính Chính trị của tỉnh. Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 6 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại các buổi tiếp xúc, đại diện các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thông báo đến cử tri trong tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của tỉnh và huyện. Báo cáo kết quả giải quyết xử lý các ý kiến kiến nghị của cử tri ở địa phương tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 6. Thông báo một số nội dung kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 6 và tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Với 61 điểm tiếp xúc trong toàn tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp 45 ý kiến kiến nghị của cử tri phát biểu cũng như gửi tất cả kiến nghị của mình thông qua phiếu đăng ký phát biểu. Trong đó đã có 44 vấn đề nổi bật được cử tri quan tâm như về giá cả nông sản, nước tưới phục vụ cho sản xuất, về môi trường, giá điện tăng, về giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống cống thoát nước, sửa chữa nâng cấp đường giao thông nông thôn, về chăm sóc y tế. Một số thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những vấn đề mà cử tri tại các địa phương quan tâm. Cử tri thành phố Vũng Tàu quan tâm đến tình hình dịch tả heo châu Phi đang lan rộng trong cả nước có nguy cơ ảnh hưởng đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có giải pháp chấn chỉnh tình trạng bệnh thành tích trong giáo dục, bạo lực học đường. Nhiều điểm của thành phố bị ngập nước cục bộ do hệ thống thoát nước không được khơi thông. Quy hoạch đường thống nhất kéo dài ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nhiều khu phố không có trụ sở để hoạt động, nhiều tuyến đường đánh số nhà không thống nhất. Đề nghị thành phố sớm thành lập hợp tác xã thu gom rác để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo thời gian thu gom và thống nhất giá về phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các khu phố hoạt động, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, các chợ tự phát trên địa bàn thành phố. Có giải pháp cải thiện chỉ số PCI và PAPI cấp tỉnh đang giảm so với năm 2017. Cử tri cũng phản ánh về tình trạng xây dựng nhà, chùa trên núi lớn làm phá vỡ quy hoạch. Chúng tôi là bây giờ thì cho chúng tôi là dùng cả hai loại xe. Cái loại xe chuyên dụng ấy là đi vào các cái đường lớn. Còn cái xe mà xe nôi tự chế đấy thì mình dùng vào các cái con hẻm nhỏ. Thì mình với gom đảm bảo được sạch sẽ môi trường, mỹ quan của thành phố thì chúng tôi mới nhận được cái tin tức là hỗ trợ cho mỗi một gia đình chúng tôi là một hộ thu gom rác đấy được 8 triệu đồng để thay đổi phương tiện. Cái 8 triệu đồng đấy thì chúng tôi làm được cái gì? Cử tri thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức kiến nghị các vấn đề như xây dựng, sửa chữa và lắp cống hợp tại một số thôn trên địa bàn các xã để chống ngập úng, triển khai lắp hệ thống điện đường và hỗ trợ tiền điện trên các tuyến đường do dân tự bỏ kinh phí lắp đặt. Các tỉa cây cối tại các tuyến đường tránh mưa gió quật đổ. Các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm tại các khu dân cư xả thải ra môi trường ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh. Giá nông sản xuống thấp gây thiệt hại cho nông dân. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn. Làm hai bên trục lộ của đường 765 là hiện nay khu dân cư người ta ở nhà xe trước người xe sau, cho nên cái nền nó cao lên thì nước nó không biết thoát về đâu, theo trục đường thì chưa có cái cổng đó để thoát nước. Nên vào mùa mưa thì có thể nó ập vào nhiều hộ gia đình mà người ta neo đơn, nhiều lúc người ta không có xây sở được. Cho nên đề nghị là lãnh đạo có cái kế hoạch để mà nào vẽ hai bên là làm hai thì cùng mưa hai bên đường lộ. Vừa qua 2018 là đã coi như là làm xong, nhưng mà hôm nay là đường bê tông là hiện nay là rạn nứt từ cái tổ số 2 và coi như tổ số 3. Hôm nay dân họ cũng kiến nghị là cấp trên làm thế nào để cho nó chất lượng hơn chút. Cử tri huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền, huyện Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa quan tâm đến các chế độ chính sách về chất lượng khám chữa bệnh tại các trung tâm y tế, thiếu nước tưới ảnh hưởng đến việc sản xuất của bà con nông dân, tình trạng đường nông thôn chưa có đèn chiếu sáng, trồng cây xanh trên các tuyến đường chính, về ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi, về chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quy hoạch môi trường chăn nuôi trong khu dân cư. Thủ tục hành chính tiếp nhận và trả hồ sơ chưa rõ ràng, hiệu quả, làm mất nhiều thời gian đi lại của người dân. Vấn đề thi công đường bộ cần chú ý gắn liền với công tác thiết kế, tính toán hệ thống thoát nước nhằm hạn chế thiệt hại cho công trình công cộng và tài sản nhân dân trong mùa mưa. Việc đầu tư hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trong cộng đồng dân cư. Vấn đề là trồng cây xanh cũng như tỉa thưa cây xanh. Thì trong thời gian qua có tình trạng một số địa phương trong tỉnh đó, là cây xanh đã trồng rồi là bị bứng lên trồng loại cây khác. Đó. Thì tôi thấy vấn đề không hợp lý ở chỗ đó. Là tùy theo tình hình là nông quá thổ nhưỡng của từng khu vực mà chúng ta nên chọn những loại cây trồng nào cho nó phù hợp, nó vừa đảm bảo là cây xanh bóng mát, vừa đảm bảo mỹ quan cho đô thị. Tất cả các diện tích hầu như ấp là chưa được cấp sổ đỏ mà chỉ có cái giấy biên nhận thôi. Mà hiện nay là cái giấy biên nhận thì nó gọi là nó không có cái giá trị về pháp lý. Ví dụ như mình cần vay tiền hay là làm cái gì về đầu tư thì hầu như là cũng vốn rất khó khăn. Cho nên là yêu cầu cấp trên tức là nghiên cứu và xem thử là có cấp được hay không, hay cấp thế nào, chứ cấp một cái tờ giấy rồi để miết hoài như vậy nó khó khăn lắm. Qua các buổi tiếp xúc, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6 tiếp thu giải trình các thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của cử tri. Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và kiến nghị các ban ngành xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất và có giải trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 tại Trung tâm Hành chính Chính trị của tỉnh. Thưa quý vị, vừa qua chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc với cử tri ngành y tế tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tham dự và chủ trì hội nghị có các ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sinh, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lưu Tài Đoàn, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng tham dự có lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương và 250 cử tri là lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên y tế của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tổng số biên chế và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, đơn vị tự chủ là 3.661 viên chức, hợp đồng lao động. Nguồn nhân lực y tế vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, nhất là tình trạng dịch chuyển nguồn lực từ công lập sang tư nhân. Từ năm 2015 đến nay, đã có 67 bác sĩ công lập nghỉ việc do có sự chênh lệch về thu nhập tiền lương và áp lực công việc cao ở môi trường làm việc công. Tổ chức bộ máy ngành y tế tỉnh hiện có 25 cơ quan đơn vị thực hiện các lĩnh vực y tế dự phòng, khám chữa bệnh. Tổng số công chức viên chức và người lao động hiện có của toàn ngành là 3.735 người. Tỷ lệ bác sĩ trên một vạn dân là 7,8, tỷ lệ giường bệnh trên một vạn dân là 18,9. Độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 84%. Chất lượng dịch vụ, nhất là ở tuyến dưới, chưa đáp ứng yêu cầu. Thái độ thiếu chuẩn mực của một bộ phận cán bộ y tế còn tồn tại. Công tác xã hội hóa y tế chưa thực sự đạt hiệu quả. Vấn đề này thì đó là vấn đề chung của cả nước, trong đó có tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta. Nhưng mà có vấn đề này cũng cần nêu ra, mà chúng ta cần sở y tế đã kiến nghị với tỉnh rồi, nhưng mà cũng chưa được là giải quyết. Đặc biệt là ký hợp đồng lại một số bác sĩ về hưu hay là làm việc. Chúng tôi suy nghĩ rằng là một số anh em về hưu hiện nay thì mặc dù là tuổi 60 nhưng mà sức khỏe khoảng 50. Đó, tuổi là 50, công tác chuyên môn rất kinh nghiệm, đó, cũng muốn truyền đạt lại đàn em, mà cũng muốn tha thiết là phục vụ ngành, cũng muốn ở lại đơn vị cũ làm. Thì bây giờ là trong cái tình trạng thiếu bác sĩ mà người ta là muốn ở lại, thì chúng ta giúp cho bệnh viện giúp thiên đức là gì, là giảm được cái vấn đề mà quá 65 người trong một 8 tiếng. Thứ hai là giảm được cái vấn đề mà bệnh nhân là chờ đợi. Tại buổi tiếp xúc, đã có 14 cử tri tham gia phát biểu ý kiến với nhiều vấn đề như cử tri bệnh viện Lê Lợi phản ánh tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu bác sĩ bỏ việc, thu nhập của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế thấp. Sau khi tự chủ, bệnh viện không cân đối được tài chính. Bệnh viện Bà Rịa đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng khu xử lý rác y tế tập trung của tỉnh, ban hành mức giá thu gom xử lý rác phù hợp, sớm phê duyệt đề án sử dụng tài sản công để đơn vị đẩy mạnh các hoạt động về xã hội hóa các dịch vụ y tế, tăng nguồn thu cho bệnh viện.
cho phép các cơ sở y tế được hợp đồng với bác sĩ đã nghỉ hưu có trình độ chuyên môn và sức khỏe để tiếp tục phục vụ cho ngành. Đề nghị tỉnh bố trí vốn sớm triển khai dự án cải tạo, nâng cấp bệnh viện. Bệnh viện Bà Rịa, Trung tâm Y tế Vũng Tàu, Châu Đức, Xuyên Mộc đề nghị công an tỉnh có giải pháp hỗ trợ để đảm bảo an toàn, an ninh tại các cơ sở y tế. Các đơn vị cũng phản ánh về những khó khăn vướng mắc trong thanh quyết toán bảo hiểm y tế cũng như các quy định của Trung ương trong công tác khám chữa bệnh. Ngoài ra, các cử tri cũng đề xuất nhiều giải pháp đề nghị tỉnh xem xét tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế để các cơ sở y tế thực hiện việc tự chủ tài chính, xem xét chủ trương ký hợp đồng làm việc đối với các bác sĩ đã về hưu, song vẫn đảm bảo sức khỏe và tâm huyết phục vụ ngành, sớm đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế đã xuống cấp và hệ thống xử lý rác thải cho các bệnh viện tuyến tỉnh, xây dựng nhà ở xã hội cho nhân viên ngành y tế. Là làm thế nào để tăng nguồn thu cho bệnh viện? Để giải quyết vấn đề thu nhập này, đó là một vấn đề nhức nhối trong hôm nay chúng ta đang thảo luận và tìm ra một cái giải pháp. Thì về vấn đề này á, thì cũng có một số ý kiến đề xuất cho rằng là muốn tăng thu nhập cho bệnh viện, cho cơ sở, cái giải pháp các đồng chí, các đại biểu có góp ý đây nè. Thứ nhất là cái nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cái thứ hai nữa là thay đổi cách ứng xử, cái việc đào tạo thay địa chỉ. Thì cái vấn đề này tôi được biết là thế này, khi mà chúng ta đặt hàng đào tạo theo địa chỉ, một vấn đề nữa cũng gây nhức nhối trong bệnh viện, các cơ sở y tế công lập, đó là người nhà, thân nhân, bệnh nhân quấy rối, thậm chí hành hung bác sĩ, đội ngũ y tế. Tôi cũng đã ghi nhận ý kiến này và cũng sẽ có chỉ đạo. Trước hết thì cũng chỉ đạo ngành công an cũng phải tăng cường việc này, phối hợp cơ sở địa phương nữa. Hy vọng trong thời gian tới, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của ngành y tế đều đã được các cấp, các ngành nhận diện một cách thấu đáo và cũng đã có những giải pháp để tháo gỡ. Để ngành y tế triển khai đồng bộ quy định của pháp luật về công tác khám chữa bệnh, tiếp tục thực hiện các đề án, chương trình đã đề ra trong thời gian qua, đồng thời có các giải pháp mang tính tổng thể, quyết liệt trong chỉ đạo để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thưa quý vị, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Trần Định Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã khảo sát và đánh giá thực trạng khai thác đánh bắt hải sản tại thị trấn Phước Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Thông qua những ý kiến kiến nghị của cử tri về tình trạng cào gần bờ và đánh bắt hải sản bằng chất nổ. Cùng đi với đoàn còn có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và các đơn vị liên quan. Ngành khai thác thủy sản tại Bà Rịa Vũng Tàu được địa phương quan tâm, các chính sách hỗ trợ khai thác thủy sản xa bờ tiếp tục được triển khai có hiệu quả, sản lượng khai thác không ngừng tăng lên. Từ năm 2015, sản lượng khai thác bình quân tăng 3,4% năm. Tổng số tàu cá đến cuối năm 2018 là 5.905 chiếc, trong đó có 3.130 tàu cá khai thác xa bờ, tổng công suất hơn 1,4 triệu mã lực. Bà con ngư dân đã chuyển mạnh sang ngư trường đánh bắt xa bờ, tỷ lệ tàu khai thác xa bờ chiếm 53% tổng số tàu cá. Song bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình an ninh trật tự trên vùng biển vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Nhiều tàu cá đánh bắt hải sản theo kiểu tận diệt bằng giã cào, xung kích điện, thuốc nổ vẫn lén lút hoạt động. Phương thức đánh bắt này khiến cho các ngư dân vùng ven biển rất bức xúc trước nguy cơ ô nhiễm môi trường biển, mất nguồn lợi thủy sản, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của ngư dân đánh bắt ven bờ. Từ tháng 3 âm lịch đến tháng 8 âm lịch, các tàu cá của tỉnh bạn thường neo đậu tại khu vực vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu để đánh bắt. Theo người dân, các chủ phương tiện này đánh bắt bằng giã cào và tàu bay và tàu chiếc, nên khi các tàu này đi qua, hầu như đã đánh bắt tận diệt. Với 15 năm làm nghề đánh bắt hải sản ở Phước Hải, trên chiếc đò nan này, gia đình ông Trần Minh Thái ngụ tại khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ cho biết, gần 3 năm trở lại đây, cuộc sống của bà con ngư dân đánh bắt hải sản bằng thuyền nan, thúng rất khó khăn, không còn hải sản để đánh bắt. Theo quy định mình được thì cũng chung là cái nghề lưới mình mà, không có thì đi gần bờ, còn không có mình phải ra tầm 12, 13 lý. Mà bây giờ ra 12, 13 lý đến đó mà không có cá luôn. Chỉ nói chung có lại là được để đi vào là
đủ kinh phí thôi. Thôi cứ đi một ngày mà cả gia đình mà vô mà sinh hoạt hàng ngày mà 100-200 đâu đủ đâu. Theo bà con ngư dân hiện nay, việc cào gần bờ và sử dụng chất nổ gần đây ngày càng nhiều và nghiêm trọng hơn, từ đó ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con cô bác hành nghề thúng lưới gần bờ cũng như gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản. Thời gian qua, ngư dân kiến nghị đến chính quyền địa phương, ngành chức năng đã tổ chức nhiều cuộc họp đề ra giải pháp nhưng không giải quyết hiệu quả với lý do các ngành chức năng thiếu lực lượng, phương tiện kiểm tra chuyên dụng nên việc tuần tra kiểm soát, ngăn chặn tình trạng khai thác tận diệt đối với tàu cá tỉnh bạn gặp nhiều khó khăn. Nếu chúng ta duy trì được cái việc mà kiểm tra kiểm soát và cũng như là trang bị được cho các cái tổ, các cái đội tuần tra này á, mà làm việc một cách nghiêm túc thì coi như cái đời sống của người dân, việc đánh bắt của các cái người dân về đò nan thúng lưới sống bằng cái nghề là nhỏ lẻ này thì người ta có một cái điều kiện sống. Thiết nghĩ ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đã đề ra các giải pháp trước mắt và lâu dài để giải quyết bài toán tuần tra kiểm soát trên biển. Song có thể thấy cuộc chiến chống vi phạm trong khai thác hải sản trên biển vẫn còn nhiều khó khăn và rất cần sự quan tâm của tỉnh. Ngành nông nghiệp phát triển nông thôn trong việc trang bị phương tiện đủ mạnh để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên biển. Điều quan trọng là các ngành chức năng cần đấu tranh với các hoạt động khai thác trái phép, vừa làm suy kiệt nguồn lợi biển, vừa tác động xấu đến môi trường một cách kiên quyết hơn. Thưa quý vị, đến đây chương trình đại biểu dân cử với cử tri xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.